Không phải là cái gì mà ăn con này có nói sao, Tức lắm tức tức hả? dữ lắm, tức sớm mẹ chóng. Rồi chào tất cả anh em nha, nay mình đi sớm nha anh em, nên tranh thủ này mới 5:30 gì, 5:30 5:40 mình dọn cỏ vừa xong nè. Tối quá, quay chất lượng video nó mờ quá. Đó, chàng tới hôm mới hừng 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 đông à. Này, tranh thủ đi coi. Đi sớm thôi coi bắt bổi coi nó ok hơn không. Mấy lần kia đi trễ trễ bắt khó quá. Này chim nó đang rất lông anh em. Rất lông quá trời rồi bắt đầu cái nó nhát. Bắt con nào cũng rất lông chứ. Không phải khu vực mình. Mình đi cũng nhiều điểm lắm rồi. Điểm nào thì điểm nấy gan nha. Rồi, tranh thủ mình đánh kèo sáng sớm ha. Này cũng vẫn mình xài màu nhái nha nè. Tối mưa xong mình đi tẻm được mấy con nè. Bố ba con chụp bá. Đó, nhái không? Rồi, không có dài dòng nữa mình đặt cái máy rồi được. Thấy trời cũng đang chuyển mưa kìa. Đánh kèo này sớm coi mau sao. Này, kiếm cho mình đặt máy nè, mở loa chờ đợi mình nha. Thank you.
Rồi, ngày mấy tơn anh em, lông nó chưa thay xong nữa, lông còn lông gần hơi với dạ cánh đó. Mắt nó chưa đổ hung nữa nè. Rồi, trời sáng làm con anh em, tranh thủ đi sớm. À, con trống rồi, để ăn cặp con trống đậu đó kêu kìa, trống đấu suốt vậy đó, không xuống là không xuống, nó bay qua cái gáo này, cái nó bay qua đây, đây mà không xuống, này là cặp bờ biển bờ ganh của thằng đường Bích Đường, bờ Bích Đường, đánh trên đường này luôn. Rồi đi kiếm kẹo thứ hai. Rồi mình vừa tới tổ thứ hai anh em, này cũng hơi trễ rồi, bắt đầu cái lông miền Tây rủ theo chơi nữa ha, sẵn đi làm bào đựng gió có muốn nè, thánh không gì báo cũng kêu. Rồi cái này mình tới cậu ấy, mình dọn cái bãi cho cái này mới được, cái này cũng im nè, cũng mát, chỗ mát đặt máy được nè. Rồi dọn cậu rồi mình đặt máy rồi mở lon người xem ha, chờ đợi của mình cũng phải trễ nắng lên này. Thank you.
Chào thứ hai dính nha nè. Con này đúng là IQ là 2000 luôn đó. Chống tờ. Chống tờ kêu kinh khủng lắm, cái nó kêu ghê lắm. Tha lo luôn. Tha lo luôn nè. Hồi nãy giật cái lo một bên luôn. Lo đi gè gè. Ngọn canh nó lên xuống nè, từ đây mới lên xuống xuống mé lên cái cây này. Lên trên đọt nó nhảy qua như qua lại lên xuống ít nhất gần 8 9 lần vậy đó. Rồi cái máy hết pin nó khúc đó quay nhiều khi nó bị đứt ngang không hỏng hết. Lại coi máy hết pin. Kèo này cả tiếng đồng hồ lận. Nó thiệt chứ kèo là cả tiếng lận. Cái máy đi nó hết pin. Ở đầu cái này mới ghim sạc giữ hồn vô quay lại cánh dính thế này. Dữ lắm nó nóng. Tức dữ lắm, tức con này sớm giờ rồi. Đứng mỗi giò mỗi cắn nó gình nó chóng bắt cho bằng được mà. Cái này điên kèo khó khăn, nó có gì gán ngồi chứ sao vậy. Đến bắt nó ra. Sáng giờ hai kèo hai con rồi nè. Còn con mình để trong chỗ nứt chúng á. Không xách theo. Rồi, mình tới cái vườn này cũng mát mẻ nè. Cũng chưa rồi, hai thằng cũng mệt rồi. Mình lông mình tay bắt đầu nướng ăn luôn nha anh em. Mặn đó mình nướng ăn luôn. Cái điểm này là điểm quyền thợ của mình nha các bạn. Cái này cũng mệt rồi, hàng nghỉ chân ở đây, trời mát nè, vườn tùm dân mát mẻ nè. Mình nướng thử nhai đầu cái con mà IQ 2000 này coi, nãy giờ nóng dữ lắm rồi. Đợi nó ngồi trong bụi cây mũi cắn gần chết rồi. Cái tiếng hồ à. Đấy, hết bên tức dữ lắm tức. Quay lại khúc lên xuống á. Lên gần cái chục lần á. Nè thử nhai con bếp 2000, IQ 2000 này coi. Chứ sớm giờ nóng dữ lắm rồi. Để mình xử lý nó. Để mấy cái kia để mình kẹp nó ra. Rồi hôm nay một chiều luôn. Dễ. Cánh nó ra nướng nhanh chín. Điểm này là đầy đủ đồ chơi hết luôn. Dây buộc đâu. Hai con hàng đỡ đấu được buổi trưa nè, đấu thiệt này đấu. Cái quyết tâm bắt được hai con, hai thằng. Quyết tâm hai là con hai thằng nó được chứ hai thằng ăn con quýt lộn mà. Nè, con này IQ 2000 nè. Đó, con nhỏ ở trên nè. 2000 họ nhai của 2000 nó được. Tiểu lắm tức nè nãy. Nào không đói, nhìn hai mình bị bẹp nước miếng chảy nãy giờ nè. Quen vậy. Thường quá anh em ơi. Thứ nào chịu nổi. Đang đi giờ này cũng 12 giờ trưa, 12 rưỡi á, đói bụng. Cái kèo này hay lâu cũng bắt đầu đợi nó, đi đường ngoài đồng không à. Đó, anh em đi ngoài đồng là nó mệt. Này kiếm được cái giường này. Đầu vô sẵn bẻ ba cây củi khô đó. Nướng. Con này cái con ấy nè, cái con IQ 2000 để tới. Nè, con này ờ nặng máy dính kèo đầu á. Con này con IQ 2000, không phải là cái gì mà ăn con này con nói sao? Tức lắm tức. Tức dữ lắm tức sớm. Nặng chống đàng hoàng nghe nhỏ hơn đó nha. Đi theo ăn ké không được nhận con bự nữa không anh? Thầy ơi. Nó giá như có gì cũng đâu. Đã thiệt chơi. Nặng chống tơ mà nó lì thiệt. Con này theo như mà đánh chim mồi á, đánh chim mồi là ok nhất. Hay lắm, cái nết nó hay lắm. Đứng câu mà tức lắm tức. Nó kiếm chim mồi đá mà không có. Xé chưa xong nước miếng chảy. Tôi đợi nãy giờ tôi đợi ông review cho ông nói chuyện cho xong á, chủ kênh ăn trước chứ đâu dám ăn trước mà. Vô. 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 Nhỏ xíu à, nguyên con đi. Thôi. Vô. Ok giờ mời tất cả các bạn cùng ăn với mấy anh em mình bị bịp nướng nha các bạn. Bịp nướng mồi. Chấm với lại muối ớt xanh. Ớt xanh. Ăn với lại cái tàu nữa. Cái tàu à, ừ cái tàu đúng rồi. Tàu bao á. Quá trời dai luôn này. Mời tất cả các bạn nha. Làm cái đồ trước đi tính. Mời mọi người nha. Mời tất cả anh em lập thủ. Ngọt quá. Ngọt không? Chấm vô cái này chanh chua sao mà ngọt. Thịt ngọt ha. Thịt ngọt. Rồi làm thử miếng rồi.
vùng tay cho đói đã thiệt, cảm giác sướng sướng sướng. Đẹp mà mới bắn xong ha. Đau bụng mà đem mình nướng cái này, nướng thế nào mà chịu nổi. Hôm nay mấy em đi bể rồi đem về nhà không à. Nay nướng mà thử cảm giác nướng ngoài đồng thử coi sao. Chỗ này ý tưởng thiệt. Chỗ này chỗ thường xuyên quay video của mình các bạn. Em nào thích xem video và nấu nướng ẩm thực ngoài đồng ruộng dân giả gì cứ qua kênh mình nha. Long MT Vlog. Dài dòng lắm. Thì ghê gạch chưa? Làm miếng mềm bẹp. Ừ. Gạch miếng thấy chua nữa. Thôi. Tới gấu. Khế thì cái này biết kêu khế gì? Khế chầu, khế gừng không biết nữa. Cá nhóc chưa? Làm phòng cho nè. Ông nhà này xưa có người ở mà. Ừ. Trong người ta bỏ đi tới giờ đó. Mấy âm thì... âm tùm. Không ngày khai quang ha. Ừ. Thế ngon chứ. Chua chua. Mình không phải chua ái. Ừ. Giòn. Hết cái đùi đó. Hay dữ đại ca. Ăn ké vào nhiệt tình chứ anh em. Ké là cũng cầm sức lộ theo canh me tiếp chứ bộ. Đánh thôi. Nãy giờ khoa đốt khâu đốt lửa là của ông tây nghe có đốt lửa đó, nhưng mà nãy có mình đốt lấy canh nè, mình đi lên võng mình ngủ. Còn bẹp nướng thì nó khấu nó lên nó đen da vậy thôi chứ không phải là khác, nhìn nó không vàng không không đẹp mắt, nó không được đẹp mắt thiệt nhưng mà nó ngọt. Rất là ngon, đen đen vậy chứ ở trong ta trắng tư hà. Làm được cái đồ thứ hai coi, còn nước ướt ướt trong nè, đường chính, đường chính tới nước ướt đã chứ chấm cái quéo cái mỏ không đó, cài đã vậy thành xanh mà. Mà tất cả anh em lục thủ nha. Ta nói làm gì ăn đó phải không? Ừ. Bảy bếp ăn bếp. Hợp lý. Mọi người nha. Có ai nhắc ma không ạ? 12 chưa có hai ngồi đây ăn. Đói bụng thật chứ, quý lắm chứ, đi sáng giờ. Giờ đâu đi xe được là bụng à. Từ 7 sáng nữa, chung tại đâu vòng ngưỡng nó lâu. Ví dụ đánh là đi xe thì nhanh. Tới điểm thì chạy, tới điểm đánh xong chạy nhanh. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Tính ra bịp bịp ai quy 2000 này ăn cũng như gan mấy kia đâu khác đâu mọi người. Quất cái não nó. Não là hả? Ừ. Nghe đâu. Cái não bẻ cái não thôi ơi. Để nghiên cứu lại từ từ. Làm mấy món thịt trước đi tính. Đi cái đít đó đi, cái đầu ăn sao? Đít dũng dũng thấy ghét rồi. Nhài cái đít nó ngay. Giòn. Rồi nếu mà anh em lục thủ ai mà xem video thấy hay á, cho mình xin một like và một đăng ký kênh ha, để mình đi làm những cái clip kế tiếp nhiều cái thú vị hơn. Rồi clip tới đây cũng kết thúc nha mọi người, chào mọi người nha, chào tất cả các bạn nha. Mọi người trong mùa dịch này nhớ giữ sức khỏe an toàn nha.
để mình sau dịch rồi mình đi có cơ hội mình giao lưu với nhau. Rồi, chào mọi người.